Cuộc đời và sự nghiệp của Ngọc Đăng Thanh, người nghệ sĩ đa tài. Ngọc Đăng Thanh là một nghệ sĩ đa tài và khả ái. Cuộc đời và sự nghiệp của cô đi qua quá nhiều thử thách và thành công. Cô là một nữ diễn viên tài năng, tham gia đóng phim và các vở kịch. Ngoài ra thì cô cũng là một ca sĩ xuất sắc, đã phát hành nhiều album và được yêu thích bởi khán giả. Không chỉ được biết đến với tài năng nghệ thuật, Ngọc Đăng Thanh được yêu mến bởi tính cách khả ái và tình yêu thương dành cho người khác. Nhắc đến Ngọc Đăng Thanh thì chúng ta nhớ về một nghệ sĩ khả ái mà tên tuổi của cô thì phủ sóng khắp các lĩnh vực, từ cải lương, kịch nghệ, điện ảnh, tăng cổ nhạc, MC và gần nhất là sứ ngôn viên đài truyền hình. Có vẻ ai cũng dễ nhận thấy ở khuôn mặt Ngọc Đăng Thanh toát ra một vẻ đẹp hiền dịu, nụ cười thì gần gũi, dễ mến và nhân hậu thuần chất người miền Tây Nam Bộ. Được đánh giá là nữ nghệ sĩ có một sắc đẹp sắc sảo, rất là ăn ảnh khi thu hình ở đài truyền hình hoặc là khi đóng phim. Nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh tên thật là Lê Thị Huệ, sinh năm 1952 ở Bạc Liêu, trong một gia đình có cha là người lao động bình thường nhưng rất là mê đờn ca tài tử. Từ nhỏ thì được gần gũi cha nên Ngọc Đăng Thanh đã rất là gành những câu vọng cổ mà ông hay hát. Đến năm 13 tuổi thì Ngọc Đăng Thanh được cha cho theo học nhạc với thầy Năm Đờn. Sau khi học chỉ khoảng 2-3 tháng thôi thì cô xuất hiện trên đài phát thanh, diễn vai em bé trong các liên ca cổ nhạc. Đến năm 14-15 tuổi thì Ngọc Đăng Thanh bắt đầu cộng tác với chương trình Tiếng Chim Gọi Đàn trên đài phát thanh, sau đó là đài Mẹ Việt Nam để hát vọng cổ. Khoảng năm 16 tuổi, khi không thể hát vai em bé được nữa, nhưng lại chưa có đủ khả năng được vào vai đào của người lớn, Ngọc Đăng Thanh qua học nhạc ở lớp Lê Minh Bằng được vài tháng cho đến khi sự kiện mậu thân. Cô gia nhập vào ban văn nghệ Hoa Rừng của binh chủng biệt động quân để đi hát nhiều ở các tiền đồn. Năm 1971, cô rời biệt động quân để về ban Hoa Tình Thương của tiểu đoàn 50 cho đến năm 1975. Có thông tin nói rằng Ngọc Đăng Thanh xuất thân từ trường Quốc gia âm nhạc. Tuy nhiên, cô phủ nhận thông tin này và nói rằng mình không được qua trường lớp bài bản mà chủ yếu là học từ đồng nghiệp. Nhờ đam mê nghệ thuật nên cô chịu khó tìm học hỏi và được bạn bè chỉ dẫn nhiệt tình. Hơn nữa, để được vào trường Quốc gia âm nhạc thì phải có bằng tú tài. Còn Ngọc Đăng Thanh thì tham gia ca hát từ nhỏ nên không có học trung học. Năm 1972 thì Ngọc Đăng Thanh được hãng phim Mỹ Ảnh mời đóng phim kiếm hiệp cổ trang với tựa đề là Báo Kiếm Rửa Hận Thù, với ekip thực hiện là chủ yếu người Đài Loan. Điều những người đã từng tham gia trong nhiều bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng của Đài Loan và Hồng Kông. Cũng trong năm 1972 thì Ngọc Đăng Thanh được tham gia phim thứ hai, cũng lại là kiếm hiệp và cổ trang. Hãng phim Cửu Long thực hiện bộ phim Long Hổ Sát Đấu, hợp tác với đạo diễn võ sư Hàn Anh Kiệt, người Hồng Kông. Từng là cố vấn cho các hãng phim nổi tiếng có Lý Tiểu Long đóng là Đường Sơn Đại Huynh, Mảnh Long Quá Giang, Long Tranh Hổ Đấu. Trong phim này thì Ngọc Đăng Thanh xuất hiện bên cạnh hai nam tài tử ăn khách là Trần Quang và Lý Huỳnh. Sau đó thì Ngọc Đăng Thanh tham gia trong hai phim như là Sớm Tôi của đạo diễn Lê Dân và Chàng Ngốc Gặp Hên của đạo diễn Lưu Bạch Đàn. Ngọc Đăng Thanh cũng tham gia diễn xuất trong nhiều ban kịch nổi tiếng ở Sài Gòn là ban kịch Phương Nam, ban kịch Thẩm Thúy Hằng, ban kịch Sống Túy Hồng, ban cải lương Phụng Hảo, ban cải lương Thanh Lịch của đài truyền hình Việt Nam trong những năm từ năm 1967 đến năm 1972. Sau năm 1975, tham gia đoàn Kim Cương diễn kịch cải lương và tân nhạc. Năm 1979, cô rời đoàn hát để đi hát nhiều đoàn khác nhau ở các tỉnh lẫn Sài Gòn cho đến năm 1988 thì rời Việt Nam. Và 2 năm sau đó thì cô mới được đến Mỹ. Khi sang Mỹ mới được 2-3 tuần, công việc đầu tiên của Ngọc Đăng Thanh làm chuyển âm lồng tiếng cho các phim Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Sau đó được Trung tâm Người Đẹp Bình Dương mời hát tân nhạc. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn thì ngưng sự nghiệp ca hát vì lý do riêng. Đến năm 2009, cô mới trở lại với công việc lồng tiếng phim bộ tại Vinafilm.
Năm 2001 trở lại biểu diễn cải lương và năm 2007 trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi, được khán giả nhớ đến trong các vở kịch diễn cùng Kiều Oanh trên Paris by Night. Thời gian sau đó thì Ngọc Đăng Thanh được biết đến nhiều nhất là vai trò MC của Asia, đồng thời làm sướng ngôn viên của đài SBTN, phụ trách chương trình cổ nhạc Tiếng Tơ Đồng với nghệ sĩ Chí Tâm. Vào năm 2017, Ngọc Đăng Thanh trải qua một biến cố về sức khỏe nghiêm trọng, đột quỵ và bị hôn mê sâu. Nhưng may mắn là cô đã vượt qua và vẫn trở lại với nghề. Nhiều người nói rằng Ngọc Đăng Thanh như là một đóa hoa nở muộn, vì sự nghiệp trước năm 1975 của cô không được nổi bật cho lắm. Đến năm 1990 ở hải ngoại thì cũng chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi nghỉ hàng chục năm. Nhưng sau đó cô trở lại với nghề để tham gia vào nghệ thuật một cách đa dạng. Ngoài ra thì Ngọc Đăng Thanh là một Phật tử thuần thành đã nhiều năm. Cho đến năm 2021, cô chính thức xuống tóc, gửi trọn quãng đời còn lại nơi cửa Phật với pháp danh là Tâm Duyên. Video tới đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.